Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Vâng, hiện tại là 42 giờ chiều thứ 6 ngày 11 tháng 1 năm 2019. Thì hiện tại chúng tôi là vừa hoàn thiện xong sơn BU cho vợ chồng anh chị Thái Hà tại thành phố Việt Trì. Một bộ bàn ghế Âu Á, hộp tay hộp và trương voi bằng chất liệu gỗ hương đá của vợ chồng anh chị Thái Hà tại thành phố Việt Trì. Thì nay tôi đã hoàn thiện xong và chuẩn bị để bốc xếp cho gia đình chị. Thì trước khi chuyển cho gia đình chị thì tôi sẽ quay lại một video tổng thể bộ ghế này làm kỷ niệm cho gia đình anh chị, và tiện thể đây giới thiệu cho quý vị và các bạn ai có nhu cầu mà muốn mua sắm những sản phẩm bàn ghế phong cách này thì có thể tham khảo bộ ghế như này. Bộ ghế này thì gồm có 6 món. Hàng thì là chất liệu gỗ hương đá, vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Đây là chiếc băng dài. Đây phần tay này là tay hộp này, đầu đục cá chép, đồng tiền. Đây có những đồng tiền ở đầu tay này. Bên ngoài tròn, bên trong vuông, tượng trưng cho trời đất. Đấy. Những hoa văn này được chạm rất là có ý nghĩa. Và chiếc ghế dài này thì có kích thước là chiều rộng là 70 và dài là 2m35. Mặt liền là một tấm. Mặt liền tấm. Đấy, quý vị có thể thấy. Phần vách là chúng tôi đục chạm tứ quý, tùng trúc cúc mai. Ở giữa vách dài là có sen. Phần trương là trương voi. Gỗ hương đá. Đây là đôn ngồi. Và bàn đây. Bàn này có kích thước là rộng 75 và dài là 1m37. Phía bên hông là có ngăn kéo. Có phần ngăn kéo đây. Và mặt bàn này là cũng liền tấm luôn. Đây. Hiện tại là nó hơi đang ngược sáng, tôi đang trời nó trời mùa đông mà trời mưa nó sầm xì nên là ánh sáng nó hơi kém. Nên là khi quay video thì là nhìn hình ảnh nó không được chân thật lắm. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài thì là rất là đẹp. Đây là chiếc ghế con. Hai chiếc ghế con. Hai chiếc ghế con này thì có kích thước là sâu 80 và bề ngang là sâu 60 và bề ngang là 87. Đấy. Đây, hai chiếc ghế con đây. Phía trong là chiếc đôn trà đấy nhá. Sẽ lướt qua hình ảnh chiếc đôn trà đây. Rồi. Quay lại một lần nữa tổng thể của bộ ghế cho quý vị cùng xem. Thì quý vị ai có nhu cầu mà muốn sở hữu, mà mua sắm những bộ bàn ghế như của vợ chồng anh chị Thái Hà này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình là 0987 510 806, hoặc là truy cập vào website đogotung8.com. Video tôi hiện là quay ra trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi. Đây là phía ngoài sân, còn là phía trong kia là xưởng sản xuất. Những người thợ đang gấp rút để đánh giáp để chuẩn bị hoàn thiện những sản phẩm hàng Tết cho khách hàng. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.